cái xanh dễ làm này. Và cây này cũng làm được. Tác phẩm có 102. Tác phẩm. Người nặng phết. Đấy. Đây là hội cây cảnh. Sinh vật cảnh của bác Hiển. Thế cái bình ở trên nhà ông định trồng cây gì? Bình to đùng này. Có cái bình ở trên nhà này. Bình hôm trước đấy, bình cây quất đây. Để không ấy này. Trồng gì? Dáng cao khéo là trồng như giống cái bác Hiển này, đổ xuống này, đẹp này. Dáng cái đấy bình đấy cao, từ mặt đất lên phải 80 phần. Cái bình như này này, gốm này này. Nó có hoa văn đẹp. Ôm đổ xuống. Mới tháo ra đúng không? Anh có khoan lỗ ở đây à? Khoan hết vườn lan Hồi Hiển đã lên tivi rồi. Thanh Hiển. Đấy phải quay lại này. Đấy thế này mà thì ông ngồi mới được. Đấy ông ngồi ngồi, ông ngồi luôn ra. Thế là ông lại sắm cho con trai con ngựa để cho nó đi. Sắm cho nó con vợ nữa không ạ? Một vợ, hai vợ vào, một vợ thì ít quá. Cho bà Mai ít nhá. Thế bà đắp vào chỗ nào? Đắp đây, tay bà đây. Bà Mai đắp vào chỗ nào? Chắc quá. Chắc mới cầm lái được.